Nay là đang trên đường đi quay ha, nhưng mà cũng nhận được một món quà của các bạn rất là dễ thương. Nôn nóng quá mình khui hộp luôn, unbox luôn. Ham nuôi là anh em tặng quà quá trời luôn. Tại kiến nó quá lạ đi. Ô, đã ơi, đã dữ người ta. Phê không? Ôi có con nó chui đầu hay rồi. Vô đây con, giờ anh mà dùng sức anh nhấn mà vô một cái là mày đi bụi á. Bully Dai. Tiếng Việt mình gọi là kiến thợ dệt ha. Hello, mình là Nam Ngôn. Và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, ngày hôm nay là đang trên đường đi quay ha. Nhưng mà cũng nhận được một món quà của các bạn rất là dễ thương. Thế nên là đang trong cái giờ nghỉ này, cho nên là mình tấp vô bờ kè luôn. Là sẵn mình nôn nóng quá, mình khui hộp luôn, unbox luôn. Để coi trong món quà này là cái gì ha. Ok mọi người, nói chứ cũng là kiến thôi. Anh em bên công trùng kiến rất là dễ thương, coi như là tặng quà liên tục luôn. Giờ này giờ phải sắm tăng, sắm thêm tăng. Rồi sắp tới sẽ có một cái phòng côn trùng luôn. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Anh em biết mình ham chăm, ham nuôi rồi anh em tặng quà quá trời luôn. Nuôi đã luôn. Nhưng mà được cái kiến thì nó cũng không có mất thời gian. Cũng không là cái, nói chung là không quá phiền phức để trong cái việc chăm sóc. Ây da. Cho nên là mình nhận hết nha anh em. Tham lam nhận hết luôn. Tại kiến nó quá lạ đi, nó quá hấp dẫn và nó quá mới lạ đi. Cho nên là nó đồ ngày không lột này khó quá. Đã ơi, đã dữ người ta. Phê không? Ôi có con nó chui đầu đây rồi. Có lỗ bị lụm nó chui đầu đây mắc kẹt rồi. Vô đây con, giờ anh mà dùng sức anh nhấn mà vô một cái là mày đi bụi á. Nó kẹt luôn hả các bạn. Thôi cho nó ra đi. Hành động này có sao không ta? Thấy cái vẻ hơi gì quá giấu đi. Thôi kệ, nằm nó riêng đi. Giờ mình mà kéo nó ra thì nó thấy nó cũng dễ tai nạn. Mình nhét nó vô nó cũng dễ tai nạn, thôi để luôn. Ok các bạn, đây là một cái đàn kiến của một người em. Biết mình là bắt đầu chuyển qua nuôi kiến thì coi như là tặng mình ổ này là ổ thứ hai rồi ha. Cảm ơn em rất là nhiều luôn. Biết anh ham chơi cho nên tặng anh. Anh cũng hư cục từ chối nữa, anh cũng từ chối luôn. Cái dòng này á, là dòng theo như mình có tìm hiểu trước á, ở trên Google, trên mạng á, thì dòng này gọi là Bully Dai. Tiếng Việt mình gọi là kiến thợ dệt. Thì cái tên này á, thì theo mình tìm hiểu cái thông tin ở trên Google á, cái tên này nó xuất phát từ cái việc là con kiến này nó sẽ giăng tơ giữa cái cành cây và cái lá đồ này nọ đó, để nó làm tổ của nó ha. Nó làm tổ, nó cứ giăng qua giăng lại này, nó kết thành một khối làm tổ của nó đó. Cho nên là nó có tên là kiến thợ dệt, Bully Dai. Thì cái dòng này là cái dòng semi. Semi là sao? Cái này dành cho anh em nào mà mới tìm hiểu thôi. Semi tức là cái con queen và những cái con worker khác đó, nó có cái size nó gần giống nhau, tương đồng với nhau. Thì cái này chỉ là một yếu tố đó thôi nha. Nhưng mà nói sâu nữa thì thật sự nói sâu nữa thì mình cũng chưa đủ kiến thức để nói, và chỉ hiểu sơ sơ vậy thôi. Có nghĩa là bên kiến nó sẽ có hai cái dạng chính. Có nghĩa là fully tức là có cái sự khác biệt rõ ràng giữa con worker và con queen. Nói chung là có sự khác biệt rõ ràng giữa con queen và những cái thành phần khác trong cái tổ. Worker rồi có cái gì, kiến thợ, kiến gì này nọ đó. Nói chung là con fully là cái con queen nó sẽ to hơn nhiều. Còn cái tụi này là tụi semi, tức là nó sẽ tương đồng về kích thước giữa con worker và queen đồ này nọ ha. Thì đây là tụi semi, cho nên là sẽ khó nhìn cái con queen hơn so với tụi fully ha.
Thì nhưng mà vẫn có cách nhìn. Thì cái cách hôm bữa là anh em có chỉ đó là cái con, mặc dù là nó khá là tương đồng giống nhau, nhưng mà cái con queen á, do trên cái con kiến nó chia làm ba khúc ha anh em. Nè anh em nhìn thấy ba khúc ha. Thì cái khúc chính giữa đó thì con queen nó sẽ có hai cái cánh, cho nên cái chỗ đó nó bự hơn. Nó sẽ bự hơn so với những con khác. Đó. Ồ nó chui vô rồi nè. Ồ chưa. Cái này nó mấy lỗ này để thở, có con này đang chuẩn bị chui ra. Còn anh này anh chui ra nửa đường xong anh dính cứng ngắc ở đây luôn. Giờ mình cũng không biết thao tác sao với anh luôn. Đó. Thì cái tụi này theo mình đọc á, tụi này là nó gọi là sao ta? Nó sao? Đa thê. Đa thê. Tức là trong cái ổ này á, nó sẽ bao gồm nhiều queen. Nó không có giống như những cái ổ kiến khác á, là nó sẽ có một hai queen thôi, ít queen thôi. Nhưng mà tổ này á, là nó là một cái đàn lớn của nó, là nó bao gồm nhiều queen. Thì một đàn á, trung bình là khoảng 50 queen. Và rất nhiều quật cơ, rất nhiều thành phần khác trong xã hội nó. Đó. Cái này là phải về kiếm cái tăng đổi vô. Nhà như còn cái tăng. Và tụi này nó làm tổ ở những cái, cũng là đọc thông tin trên Google thôi nha anh em. Nghĩa là nó làm tổ, theo mình đọc, làm tổ trong những cái bìa rừng, sát biển, sát đồ, trên những cái tầm cây thấp. Nó sẽ dùng cái, nó sẽ nhả tơ, nó giăng tơ, nó kéo giữa những cái cành cây, ngọn cỏ, cái lá. Rồi nó kết nối bằng cái tơ của nó thành một cái khối để nó làm cái tổ. Đó. Thì tụi này là chúng ta sẽ cho nó ăn nước đường nè, hoặc là mật ong và một số cái loài côn trùng đó, như là gián, sâu đồ này nọ. Bầy nó cũng khá đông á. Đúng ra là mình đi tối về mình khui. Nhưng mà tối về mình khui á, thì không có ai quay hết đó. Thì giờ mình đang đi quay sẵn, mình tấp vô gian giờ nghỉ trưa, mình tấp vô mình quay cho anh em coi luôn nha. Kiến nó cũng còn khá là khỏe. Để em mở ra coi bên trong nó làm sao. Cái khăn này cũng được xịt ẩm. Cũng cái bàn kiến rất là khỏe ha. Cái đuôi của nó tròn quay à. Mà nó có màu nó ánh ánh bạc lên. Ánh ánh vàng vàng lên. Hình như là nó có lông nữa. Nó có lông tơ nhẹ nhẹ nữa. Cái ổ này mình sẽ gặp một cái vấn đề là không biết về là mình sẽ kết nối qua cái tăng mới như thế nào. Theo cái cách của anh em chỉ là cho nó bò qua từ từ để nó không có bị stress. Nhưng mà cái ổ này thì ý có một con nó đã bò ra ngoài rồi. Vô đi lạc giờ. Ơi lát đi lạc bây giờ. Nó cũng khá là dạng dĩ anh em ha. Có hai cái càng nè. Nếu mà zoom kỹ ra sẽ có hai cái càng. Nhiều bạn nói nuôi kiến làm gì anh à, nhìn thấy cái ánh vàng vàng, cái đít nó cũng khá đẹp ha. Cái này có mấy cái bữa nào mình sắm một cái ống kính nào đó, nó zoom to to ra cho anh em coi. Đúng rồi. Nhiều anh em nói nuôi kiến làm gì, rảnh quá. Cái này không phải rảnh mà là tò mò anh em ha. Tò mò muốn tìm hiểu. Tại nó rất là thú vị. Ủa chắc phải đóng nắp quá. Bắt đầu nó chạy đi tùm lum tà la rồi. Vô đi con. Từ ngày mình chơi kiến, bắt đầu mình đi ra giường các bạn, kiến nào mình cũng dòm hết. Mà đúng là lúc trước không để ý á. Không để ý thì thấy tưởng là nghĩ là con nào nó cũng giống nhau. Nhưng mà ở đầu để ý thấy mỗi con nó khác nha chút đỉnh. Mình sắp được tao một ổ kiến gì á, yellow gì quên tên mất tiêu rồi. Rất là, nói chung là phải tương tác nhiều mới nhớ được. Trong này chắc cũng phải mấy trăm con nha anh em. Mấy trăm con á. Mấy tên nó cách tốt nhất anh gặp luôn vào tăng xong cứ để nó tầm một ngày rồi lấy khăn ra. À. Ập luôn hả? Ập luôn nguyên tăng, nhưng mà cái tăng mình nhỏ quá, mình đang có cái tăng nhỏ quá, không biết sao ập đây. Mấy cái, trời ơi, bắt đầu thấy bối rối. Một con nó bò ra không sao, nhưng mà 5-7 con nó bò ra, tự nhiên thấy bối rối trong người rồi. Rồi vô, anh không muốn làm tổn thương ai hết. Vô đi con.
Rồi. Cái này để cái kiến cái thao hết ta, cái thao hay cái gì đó ập ra mới vừa cái chén này chứ, cái nắp này nè, chứ còn mấy cái tăng nó nhỏ xíu rồi, cái miệng nhỏ xíu à. Các bạn nó cũng hơi hoảng hoảng chút nên nó tù lại vô đây. Chắc ở trong này còn nhiều lắm, trong này còn nhiều lắm. Này là đồ ăn hay gì vậy ta? Hay là đất cát gì đó. Nhìn cũng hay ha. Có anh em nào đang coi livestream biết thêm về dòng này có thể trao đổi chút xíu không ta? Có anh em nào có câu hỏi hoặc có tư vấn gì không? Nếu tăng nhỏ anh có thể dùng mật để dụ đục trên nắp một lỗ để đủ cho nó chui ra. Cũng được. Đúng rồi, mình sẽ khoét một lỗ đây. Khoét một lỗ đây mình dùng một cái ống bữa mình có, mình sẽ câu vô cái nét, câu vô cái tăng kia cho nó qua từ từ. Nhưng mà cũng khó nha anh em. Hôm bữa mình để vậy á, xong rồi mình không có châm nước cái tăng cũ. Hôm bữa mình chuyển cái bày gì ta? Bày cái bày màu vàng vàng gọi là gì quên tên này. Mỗi trên coi. Phép trên coi hả? Đâu phải, phép trên coi là con mới này hả? Con mới nhất á hả? Không, con mới nhất để coi mỗi lần nhớ tên. Nhớ tên kiến là đặng ngốc nha. Carbonotus Carbonicus. À. Phải lục trí nhớ lại. Còn cái gì phép trên coi là con gì ta? Tặng bữa bên ngoài Hà Nội tặng vô. Ngoài Hà Nội tặng vô là đâu? Ngoài Hà Nội là cái con Camodotus gì? Carbonotus Carbonicus là Hà Nội tặng. Còn cái bài mà cũng một người bạn này tặng luôn cho mình nè, là cái gì phép trên coi á. Đó. Líu lưỡi. Đọc cái tên kiến là líu lưỡi á, mà mỗi lần nhớ là phải nói là không. Nhưng mà cũng hay, nó luyện cho trí não mình nó nhớ được. Nãy đang nói gì quên rồi ta. Bữa mình dụ nó qua cái tăng, nhưng mà để hoài nó không qua các bạn. Nó qua xong đi về. Hôm bữa nó kéo nguyên một đàn nó qua luôn, nó kéo nguyên đàn nó qua xong ấy, không biết làm sao nó lại kéo nguyên đàn nó về. Rồi cuối cùng là mình phải sử dụng một cái chiêu của anh em là mình làm cho cái môi trường của cái tăng cũ của nó xấu đi. Đó, mình nhét nguyên cái tăng mới vô cái thùng mà mình đậy trong đó cho nó kín ánh sáng lại, rồi nó mát mẻ. Còn cái chỗ cái tăng cũ mình cho nó phơi ngoài nắng luôn để nó nóng. Nó nóng thì chừng khoảng 2-3 tiếng mình quay lại mình coi là nó dồn hết qua bên này rồi. Nó dồn qua. Nó dồn qua cái tăng mới rồi. Nó đang gom lại một chỗ. Mà cũng chưa thích nghi lắm. Mấy hôm nay trời bắt đầu nóng lên rồi. Mình thấy kiến nó cũng rất là nhạy cảm. Trời bắt đầu nóng lên là mình thấy nó giống như nó không thoải mái á. Nó rút ở dưới hết. Và hình như hai bữa nay nó không thấy nó ăn. Bỏ đồ ăn vô rồi nó để cho không ăn luôn. Xong rồi mấy con bù hóng á, đầu nó chui vô nó đẻ dồi sinh sôi. Mình phải mới vệ sinh tối hôm qua sạch sẽ hết, thay nước, châm nước đường cho nó, pha nước đường riết thấy cũng cực quá, tính mua chai mật ong nhỏ nhỏ để dành cho nó uống luôn á, cho nó bổ. Pha nước đường ấy, nó mà nước đường nó bị cứng các bạn, nước đường nó bị cái mình kết hợp với bông gòn á. Hôm bữa mình cũng có nhiều cái kinh nghiệm. Hôm bữa mình cho nó uống nước đường, để mình bỏ vô cái chén nước đường nhưng mình không có để cái miếng bông gòn ở trong đó, thì tụi nó bò qua xong ấy nó bị chết mớ các bạn. Giống như nó bò qua cái chén xong cái chân nó dính nước đường, xong ấy nó giống như nó dính lại. Nó đi bụi đâu cũng mười mấy 20 đứa đó, đau hết cả lòng. Xong mới mình bỏ cái miếng bông gòn, mình mới thấy như vậy, mình mới xem miếng bông gòn bỏ vô cái chén đó. Thì nó lại bị một cái là giống như cái nước đường ít quá thì nó làm cho cái cục bông gòn nó bị cứng ngắc luôn, cứng như cục đá luôn, nó khô quá. Đó. Thì cũng nhiều vấn đề. Với còn cái bình uống nước của tụi kiến này, cái lượng nước bên trong nó ít quá, đâm ra là nó hay bị cái tình trạng là nó không có nhỏ xuống được á. Nó không có tràn qua cái lỗ đó được.
đó. Thì mình thấy mấy cái chén nước đồ của kiến nó cũng chưa có được ngon lắm. Mấy cái ống nghiệm mà cao cao thì ngon, còn mấy cái loại mà nhỏ nhỏ để bỏ vô mấy cái tăng nhỏ nhỏ thì nó chưa được ngon lắm. Mình cũng hơi lo lo ở chỗ đó. Ok anh em. Bạn rồi. LMT có phải tặng anh không? Thì là em có tặng phát trên coi đâu. LMT hả? LMT chắc bạn LMT quá. Ủa vậy phát trên coi ai tặng ta? Nhiều quá quên luôn. Ê, phát trên coi mới là thôi lộn, phát trên coi là lấy chỗ Nhật về. Nhật Nguyễn á. Cái ổ vàng vàng đúng không? Ổ vàng vàng là lấy bên Nhật về. Thì cái đó là cái đó mới là phát trên coi á. Nhớ lộn rồi, sorry anh em. Cái đó mới là phát trên coi, lấy bên Nhật cái con vàng vàng á là phát trên coi. Cambonotet phát trên coi hả? À, còn cái ổ mà của bạn mua, cái ổ mua của bạn ngoài Hà Nội là Cambonotet Japonicus. À, bạn Hoàng mới có ổ này là ổ thứ năm mà muốn liếu không này. Ổ này ổ thứ năm nha anh em, nhưng mà cũng có thất thoát. Cái ổ đầu tiên mình gia nhập vô ông kiến là chắp cho thì chắp cho nó đi bụi, nó bị đi bụi rồi. Thì cũng có anh em nói là để em tặng anh ổ chắp cho khác nữa. Cái này là phải đi sưu tầm tăng để sẵn, tại anh em tặng kiến nhiều quá. Để sẵn có một cái là vô luôn. Sữa đặc hả? Là gì? Em mới biết hả? Em mới nghe hả? Đúng rồi. Mà có vò xua không em? Vò xua không? Bitter tèo hả? Anh tính mua mật ong á. Anh tính em mua mật ong nó đúng hơn. Đúng kiểu của nó hơn, chai nhỏ nhỏ thôi. Còn giờ mình đang pha nước đường. Nó có vẻ là ra ánh sáng á. Ra ánh sáng lát cái nó cũng hơi căng thẳng, nó dồn lại cục ở đây rồi. Ok các bạn, thì sao ta, mặc dù mới vô con kiến thôi nhưng mà mình thấy nó cũng rất là hấp dẫn ha. Thì anh em cứ thử trải nghiệm nuôi thử coi, mình thấy nó thú vị á. Thì mình chơi mình cũng thấy bị kích thích, mà anh em bên kiến rất là dễ thương. Anh em rất là chỉ dẫn nhiệt tình, có vẻ là nó cũng mới phát triển. Và cái sự hiểu biết của người chơi cũng như là chưa có nhiều lắm. Cho nên là anh em rất là nhiệt tình chia sẻ. Và cũng giới thiệu với mình rất là nhiều dòng kiến mới. Rất là hay. Nó giống như cái thế giới mới hoàn toàn luôn vậy đó. Hầu như là mình không biết gì bên này luôn. Từ lúc mình chơi tới giờ, chơi kiến tới giờ chắc cũng được 1 tháng. Là bắt đầu hiểu thêm được nhiều cái cũng rất là hay. Và nó làm cho mình muốn tìm hiểu. Còn những cái mà nó quen thuộc quá thì đôi khi mình lại thấy nó bình thường quá, mình không muốn tìm hiểu nó. Nhưng mà tụi này mình muốn tìm hiểu nó, muốn chinh phục nó. Cái chinh phục bây giờ là mấy cái dòng kiến này nó chịu mát hơn. Mà trong miền Nam mình thì bây giờ bắt đầu chuẩn bị vô mùa nóng, và sắp tới sẽ còn nóng hơn nữa. Cho nên là mình muốn tạo một cái môi trường sống tốt nhất cho nó, hạ cái nhiệt độ xuống, thì mình có đặt làm cái tủ mát á. Nhưng mà anh em thợ thầy là đang test bữa giờ, cái nhiệt độ nó lên xuống nó không có ổn định. Mình cũng sợ con kiến nó bị sốc. Mình nói em phải cân chỉnh cho anh cái nhiệt độ nào mà rơi tầm 23 tới 26 độ thôi, nó ổn định vậy. Chứ đừng có mới vô nó nóng quá xong ăn lát nó lạnh quá thì con kiến nó quéo. Đó, thì các bạn kỹ thuật đang cân chỉnh lại cho cái nhiệt độ nó ổn định. Chứ còn không thì lúc trước cái biên độ nó cao quá thì mình cũng sợ ảnh hưởng tới bạn kiến. Thì trước mắt mình sẽ đặt một cái tủ như vậy. Và khi cái lượng nhiều thì mình sẽ chắc mình làm một cái phòng luôn á, cho đẹp. Và bữa anh em có chia sẻ, bạn Nhật có chia sẻ, thì mỗi lần mà kiến mà mình lấy ra mình cho ăn á, mà mình nói chung mình để cái chỗ nào mà nó chật chội quá, mỗi lần mình cho ăn mình phải bưng ra bưng vô á, thì cái việc đó nó cũng làm động cái tổ kiến, thì con kiến nó cũng sẽ bị stress. Cho nên là mình cố gắng mình thiết kế cái chỗ nào mà nó cố định luôn. Cái ví dụ như cái tổ kiến nằm đây, cái khoảng trên này nó cũng trống trống vậy nè. Thì lúc mà mình mở cái nắp mình cho nó ăn á, mình cũng không có cần khiêng nó ra. Còn hiện nay mình đang để nó trên một cái kệ, mà cái kệ nó thì cái khoảng hở nó có như đây thôi, không có mở nắp được. Cho nên là mỗi lần mình muốn cho nó ăn á, mình phải khiêng cái này ra, mình đặt cái xuống dưới đất, xong mình mới mở nắp ra, thì vô tình như vậy nó cũng động. Thì mình thấy cũng chưa ok lắm ha. Để từ từ mình thiết kế, sau này gán có một phòng côn trùng,
phòng côn trùng chơi hay. Con mình nó rất là thích, nó rất là tò mò luôn. Rồi thằng Tép Bi bữa nó tự ra, nó thấy nó kiến, nó tự ra nó lấy cái thùng, nó thấy cái ổ kiến lửa, nó ra nó bắt mấy con vô, nó tính nuôi, bị cắn khóc quá trời luôn, cắn sưng dù dù luôn, dễ thương. Nhưng mà bạn thấy là nó sẽ nó, nói chung là sẽ kích thích mình tò mò đồ này nọ thì cũng rất là thú vị. Rồi ok anh em, thì ngoài trời đang nắng mà kiến thì nó nhạy cảm ánh sáng, móc ra ngoài nãy giờ nó cũng hơi lâu rồi, đâm ra các bạn kiến nó cũng hơi stress, nó đang co cụm lại ha, nó đang co cụm lại. Thì bây giờ mình cho nó vô hộp đi. Ôi có một con sống ra ngoài nữa nè. Đó. Mấy con hả ta? Vậy nào nó chui qua cái lỗ này á, chứ không phải tại mình đâu. Chui qua cái lỗ, có những con size nó nhỏ hơn nó chui qua được. Đây vô đây. Ok, nhẹ nhàng. Rồi mình sẽ cho bé nó vô đây nghỉ ngơi. Rồi bây giờ mình sẽ đi quay tiếp. Ha, đang trên đường đi quay, anh em đang trên đường đi quay, nhận được quà xong rồi hứng thú quá, tấp vô review cho mọi người coi luôn đó. Rồi tối nay mình về nhà để mình thả nó vô tăng từ từ, rồi từ từ mình sẽ review tiếp cho anh em coi nha. Cái đề tài kiến đang rất là hot, đang rất là hot, được mọi người rất là quan tâm. Cái lượt view cũng nhiều hơn những cái dòng bét khác ha, cho tới thời điểm hiện tại trên kênh của mình. Cho nên là anh em nào mà có cái sự hiểu biết cũng như là có những cái đàn kiến đâu này nọ đó, thì tại vì mình không biết, thì nếu được thì chúng ta kết nối với nhau để mình qua, mình cho cái mình cái hẹn, mình đi qua bên nhà mình sẽ quay và sẽ giới thiệu với nhiều người hơn về những cái dòng kiến đẹp hay độc đáo. À, cũng như là giới thiệu với lại mọi người biết nhiều hơn về cái thú chơi côn trùng này. Thì thật ra cái này ở nước ngoài nó đã phát triển trước có nhiều năm rồi các bạn. Nó có những cái tổ kiến rất là khủng, rất là hoành tráng, và cái độ hiểu biết của họ về cái dòng côn trùng bét này đó, nó cũng rất là sâu. Việt Nam chúng ta cũng mới vài năm gần đây thôi đó, mình cũng là newbie thôi, mới vô được tháng thôi, cho nên là mình thấy còn nhiều thứ để chúng ta trải nghiệm lắm ha. Cho nên là mọi người cứ thử đi vài trăm ngàn là chúng ta có thể thử vô cái bộ môn này rồi, mà cũng đẹp đẽ, cũng độc đáo lắm nha. Ok mọi người, chúc mọi người tìm được nhiều cái niềm vui trong cái cuộc sống này ha. À, bây giờ cuộc sống nó quá nhiều thứ đi, đôi khi là nhiều thứ quá nó cũng làm cho mình nhức đầu, thì kiếm cái gì nó đơn giản chút xíu để nó có thể kích thích mình sống vui vẻ hơn mỗi ngày. Ok mọi người, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ ha. Giờ mình đi cày tiếp đây, bye bye, hẹn mọi người clip lần sau.